Chắc hẳn các bạn khắp cả nước đã không còn lạ lẫm với những chia sẻ của Thanh Nga và edumedia.vn. Để tiếp tục cuộc hành trình cùng với Edu, hôm nay Thanh Nga xin chia sẻ với các bạn một trường mầm non, đó là trường mầm non Sen Hồng, trường thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trường được xây dựng vào tháng 8 năm 2018. Tuy thời gian xây dựng ngắn ngủi trong vòng 1 tháng, nhưng nhà trường đã xây dựng thành một ngôi trường rất khang trang, đẹp đẽ. Bây giờ, Nga mời các bạn cùng Nga đi khám phá điều bất ngờ thú vị đó nhé! Chào các bạn! Đây chính là lớp học đầu tiên của trường mầm non Sen Hồng Nga muốn giới thiệu cùng các bạn đấy! Và đây chính là một lớp 5 tuổi với tông màu chủ đạo màu xanh lam đậm nhạt đã đem đến cho các bạn một màu sắc rất là bắt mắt và nhẹ nhàng, thư thái. Bây giờ mời các bạn cùng Nga đến từng góc chơi nhé! Là giai đoạn cuối cùng của lứa tuổi mẫu giáo. Tới giai đoạn này, kỹ năng tạo hình và thẩm mỹ của trẻ phát triển rất cao. Và đây chính là góc tạo hình của trẻ 5 tuổi đấy. Đây chính là góc chữ cái. Với 5 tuổi, góc chữ cái là góc đặc trưng của lớp 5 tuổi đấy. Mỗi góc chữ cái có một chiếc bảng đen để các con viết chữ lên. Nếu các con viết sai, các con có thể làm lại. Chính là góc thư viện bé yêu. Trong không gian của góc thư viện bé yêu có bố trí những kệ gỗ để các con để sách lên đấy. Và đây là những chiếc kệ gỗ đóng lên tường rất là chắc chắn. Các con để được rất nhiều sách truyện lên những kệ gỗ này. Ngoài những kệ gỗ để sách truyện ra, trên góc ăn học còn có rất nhiều con gấu rối ngộ nghĩnh đáng yêu nữa. Đây chính là góc siêu thị mèo con. Với đôi bàn tay khéo léo, các cô giáo đã tạo ra một quầy hàng rất là bắt mắt. Màu xanh chủ đạo chính là màu xanh, tạo ra một màu rất là nhẹ nhàng, tươi mát. Cùng với đôi bàn tay khéo léo đó, các cô đã tạo ra những tủ bếp rất là xinh xắn đấy. Đây chính là góc hát cùng mèo con. Thank you.
cùng tôi đến với lớp 4 tuổi nhé.